Commander Gosha Trailer tập 5. Nhiệm vụ kế tiếp, họ sẽ phải tìm ra mảnh ghép còn lại của An Rattler để tạo nên combo tương tự. Nó là sự tổng hòa của kiến và sức mạnh của đô vật. Với khả năng của loài kiến là nâng vật nặng hơn mình và kỹ thuật từ một đô vật, đây sẽ một form thiên cực nhiều về sức mạnh. Mặc dù sơ bộ thì tạo hình của nó sẽ là tông màu xanh dương cùng với vàng, thường sẽ mang trong mình tạo hình của tốc độ, nhưng có lẽ nó sẽ đặc trưng hơn về những bộ áo của đô vật với hai tông màu nổi bật đan xen với nhau. Cặp vũ khí của anh sẽ là hai chiếc càng kiến ở hai phần tay phải và trái. Gương mặt thể hiện rõ từ loài kiến và những chi tiết trên toàn bộ cơ thể giống như chiếc áo của những đô vật. Đó là sơ lược về ngoại hình, còn câu chuyện về form này. Gacha cùng những người bạn trong hiệp hội giả kim thuật sư phải đến nơi của một ông chú. Có lẽ ông ta đang nắm giữ chiếc Chemica có sức mạnh của đô vật. Và một phần họ sẽ phải giúp ông chú tham gia một sự kiện gì đó để giữ cho nơi này vẫn còn hoạt động. Vì có lẽ tuổi tác. Và môn vật khác cũng khá bí ẩn là một chàng trai lực lượng tóc vàng, không biết đây là con trai của ông chú, không muốn tiếp quản phòng tập của cha mình. Nhưng nhiệm vụ của họ là phải tham gia vào nơi này để tập vật đấu vật để giúp nó tiếp tục hoạt động. Một đám khác có vẻ vô cùng lịch thiệp. Với những công cụ của họ thì bọn này khả năng sẽ là những kẻ đến đây để buộc đóng cửa võ đài nhằm mục đích quy hoạch để chế tạo những thứ khác vĩ đại hơn, một tòa chung cư chẳng hạn. Và việc này tất nhiên sẽ vấp phải sự ngăn cản của Gacha. Và một điều khác, có lẽ ông chú lại sở hữu chiếc Chemi card. Tại sao ông ta lại có một tấm card? Hay đơn giản ông ta chỉ được Chemi mạnh đồ vật bám theo người mà thôi. Tiếp đến, một khẩu súng hoàn toàn mới được chế tạo để giúp cho Kudo có khả năng tấn công mà không quá thụ động khi bản thân là giả kim vật sư. Nhưng với khả năng cơ bản này thì không làm gì được đám quái vật Makram, nên cô ấy cần một vũ khí tiện dụng hơn. Và liệu nó có khả năng bắn ra nguồn năng lượng dựa trên những tấm Chemi card hay không? Một võ sĩ khác cũng được lộ diện trong trailer, hắn ta sẽ là địch thủ của Hotaro, giúp anh ấy đạt được giải thưởng cũng như vị trí cao nhất nhằm cứu lại võ đài này. Chàng trai lực lượng tóc vàng liệu phải là tên đấu sĩ này không? Và đó là những gì diễn ra trong đoạn trailer. Những hành được leak ra cho ông ta thấy một tên Makram hoàn toàn mới. Trong trận chiến hắn ta đối mặt với cùng Gotcha lẫn Varvarath, làm sao hắn hơi thoát được hai người này? Và trận chiến cuối cùng giữa hình dạng mới cũng như là tên Makram, tên này có thể sẽ là mảnh ghép kế tiếp, là một trong hai mảnh ghép dẫn tới phương tiếp theo. Còn hình dạng Arm Rattler sẽ được hoàn thiện tập này khi có được sự công nhận của ông chú với tấm cạc Rattler và kết hợp với Arm từ tập trước như mình đã dự đoán ở phần đầu của video. Và đó là toàn bộ gì mình nghĩ sẽ diễn ra trong Color Gacha tập 5. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã xem tới đây của video. Mong các bạn hãy like và subscribe cho mình để mình được 10.000 subscriber trên kênh Riding On này nha. Nếu bạn muốn mình làm về video cũng như top video nào, hãy comment phía dưới cho mình nha. Mình là Riding On. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn xin.